ơi, lần đầu tiên người lạ vô con chích ca gió đậu lên vai luôn. Wow, ôi nó bộ thân thiện, trời ơi thân thiện dữ vậy. Trời ơi chích ca ơi. Ôi nó tự nhảy lên đó hả? Không biết nữa. How she can get out of there? You put it up. I just put on my finger. She climbed on his finger and climbed right out. Wow. She like it. Like, oh, I finally found me a man. Dễ dãi nha. Đó chị chích cà mê trai nha. Thấy trai cái là phóc lên liền nha. Dễ dãi quá à. Trời ơi. Ủa chị cũng mê trai đẹp. Nó cười kìa. Cười. She laughs. Trời là trời. Trời chị chích ca thiệt chứ. Ba là ba mấy ba lắm nha bà chích ca. Trời ơi mình dễ gì nó bay lên giống vậy. Nó tạm như tài mình luôn. Peek-a-boo. Yeah, with me till you showed up. Trời ơi. Trời ơi. Go. She's looking for a new love. No, she's not looking. She's looking at you to bite. She don't like the children. She like the man. She like the man. She don't like the children. Oh, ghê hông? Up, up. Trời ơi, she don't want to go. Oh my goodness. No. Trời ơi, không muốn đi luôn á. We'll bring that cage down there. That's nice. No, that's a gardener snake. That's good. That's good. Eat bugs. Oh. Eats bugs. Oh. Yes. That's about lucky. Yes. Yeah. That's a gardener. We don't have any bad snakes here. No, over there. Take another dig there. Wow, look at this. Potato. Quá trời khoai tây luôn mọi người. Oh, it's like Christmas time. Chị ơi sao nhiều vậy? Ai biết đó. That one's huge. Nè nè. Wow. Ủa, nó cứ mọc kìa hả? Đó nó mọc rồi giờ mình đau thôi. Túng mẹ nó tiêu rồi. Đồ nhiều quá chị ơi, vậy được chưa? Nhiều quá. Đó. Whoa. Whoa, look at that. Huh? Look at this. Look at one. That. Ooh, wow. Wow. Day lucky day. Right here, put dig in here, you know. Huh? Dig in right here. Oh. Này giống đi đào vàng quá. Oh. Well, that's the shallow one. Yeah. Okay. Right in here, two bones. I see something. Lấy quả lên cái hồ lắp luôn vậy. Wow. That's a Yukon gold there. That's a lot. I just see something right here. Oh, what? Here, you know what? That's from last year. Last year. They come back. Wow. This is like right gold there. Digging. Yeah. Yeah. This is a gold. No, this is like a ruby. Red diamond. Oh, yeah. That's a small one. Huh? Oh. There you go. There's a tiny. Wow. Oh, there's a lot. There you go. Too many. Now you got gold. I got gold. And yeah. Ruby. Oh, wow.
Công nhận năm nay là đào khoai tây sướng thiệt luôn á. That's all right. Cái này đem ra chợ bán được nhiều lắm á. Nhìn này mọi người. Wow. Rồi mọi người ơi, thì bây giờ á mình sẽ đi ra ngoài vườn mình hái blackberry chị hay là raspberry? Mâm sôi đỏ hay là mâm sôi đen? Mâm sôi đen. Đi ra hái mâm sôi đen nha mọi người. Trời, cái núi kìa. Cái núi thấy đã chưa? Đây là cái bàn mà chị Nhung Hà hay ngồi quay video và nhìn ra cái view có núi kìa mọi người. Đó, chính nó đó. Chính xác luôn, nhìn phát là biết liền luôn. Rồi giờ thì mình sẽ đi ra hái trái mâm xôi đen. Củi này là chị đi vào rừng xong kiếm về hả? Này lắm xã chị mua. Mua hả? Có 2 con chất. Ồ. Củi dữ dằn không? Nam phụ chất cái này hả? Nam bỏ vô xe ông xã chất. Ừ. Nó giỏi vậy. À, đã đóng. Mâm xôi đen. Wow. Bao la. Quá trời luôn. Này nó mọc dại đúng không? Ừ, nó tự mọc lắm. Bên này thì mâm xôi đen không có cần phải trồng mọi người, nó tự mọc. Bao la cái... Mình tỉa còn không hết nữa. Tha hồ hái. Nó chín. Hái về làm jam ăn. Dạ. Làm gì ta? Mít. Mứt á. Cho vào rổ. Mứt hoặc là em làm kem nữa, về làm kem đi. Dạ. Về coi công thức làm kem rồi làm kem cũng ngon. Chị chưa có làm kem lần nào, bữa nào chắc con ghé vô làm kem. Quá chừng luôn. Ăn cả nhà ơi. Nãy vừa ăn anh đi bay luôn cái miệng rồi. Ủa hai ổng ra đây luôn hả? Hai ổng ra đây luôn. Ôi nhiều lắm em ơi, bên đây nè. Đè bên kia nhiều. Wow, chỗ nó đang nở hoa nữa kìa. Wow. Về làm rượu á. Ờ, em làm rượu thử ngâm hình như 3 tháng hay sao đó chị cũng không biết nữa, nhưng mà chị thấy là bữa hôm họ nói tới mấy tháng là có nhiều trái nó chín quá trời, em thử coi. Cái quả nào mà nó em bấm vô mà nó mềm á là nó ngọt cực kỳ luôn. Cực kỳ luôn á. Còn cái quả nào mà nó hơi cứng thì nó hơi chua. Đó, nhiều lắm. Đây nè. Wow. Cái trái này em nghe nói Việt Nam họ bán mắc lắm em. Đúng rồi, trong chỗ mà gọi là cái gì đông y á. Uh-huh. Ui họ bán ký tới mấy trăm ngàn lần á. Mà không biết nữa, mắc lắm. Không có ngon nữa. Còn đây bên đây hả? Trời ơi nó mọc quá hả? Tôi muốn ai thèm hái. Ờ, nhiều quá mà không ai thèm hái. Mình á thì mình thích hái nhưng mà ăn cũng đâu có hết đâu. Chỗ là... nhà chị có nguyên bụi như chỗ nhà em á. Là em đi ra ngoài á, ngoài ngõ. Trời ơi nó mọc quá trời, cả cái táo này kìa. Ờ, có táo nữa hả? Có táo nữa, táo dại. Ừ. Ăn cũng được. Nói chung không có ngọt nhưng mà ăn cũng được. Ăn cho vui thì được. Coi người mẫu nè. Người mẫu đang leo cầu thang hái. Té giật mặt luôn. Mình là chuyên gia leo lên đây nè, xong bỏ một chân qua mé lên đây nè. Đó, một chân bên đây. Cái này thì bỏ bên đây, còn cái chân là bỏ bên đây rồi hái mé trên kia kìa. Đó, mình hay quay cho cả nhà xem là vậy đó. Đó. Đó, kéo cái này qua bên đây nè. Đó. Bên đây nhiều màu đen đen rồi đó. Bây giờ mình phải tranh thủ hái á chị, không là vài hôm nữa. Ừ. Nó chín xong rồi nó rụng hết á. Thì đó, bữa chị mới hái xong rồi đó. Nó hết cũng ngày hôm qua chị mới hái được một mớ luôn. Nhưng mà chị làm cái gì rồi? Hôm qua chị ăn với kem tươi rồi chị mang cho cô giáo của con trai rồi. Ôi mà chị sợ cái hái em tay chị mới bị dị ứng cả. Thôi, cái... đừng có hái, để em hái cho. Mới bị dị ứng cả nhà ơi, cái đúng tay rồi. Này, kinh quá thôi. Hồi vậy... sáng mới đến là chị Nhung đi bác sĩ. Bị cào hay bị ăn gì mà không biết nữa mà bị dưỡng chị. Sợ biết con gì ở trong đây nó có cắn chị không mà nó chịu không biết. Nói chung là bác sĩ kêu bị dưỡng tay nó lên đầy luôn. Cái đó bôi thuốc vào là được. Mà thì như uống thuốc dưỡng vô không thấy ngứa nữa. Chắc là dưỡng thiệt rồi. Lát nữa bà kêu uống 3 viên. 3 viên thuốc dưỡng. Ăn xong uống, khi nãy mình uống rồi chắc ra trưa chiều giờ uống thêm viên, là tối ngủ uống viên nữa. Hy vọng là nó hết. Quay video ngứa đẹp không chị? Đụng vô nó ngứa mà còn bình thường không ngứa. Chị nghi là chị đi hái cái quả mắm xôi này nè. Cả cái dai nó chích vô rồi chị gãi đó. Trời ơi, nói vậy em cũng xem. Cái gai này nó độc lắm đó nha. Tại vì nó rất là dơ.
Chị nghe vậy thôi mà không biết phải không, bà kêu là ăn cái gì dị ứng nữa. Hay là chị ăn cá ngừ nó dị ứng chị cũng không biết luôn. Cá ngừ á hả? Cá ngừ thì có gì đâu mà dị ứng ta. Cá ngừ đại dương á. Cá ngừ bữa hôm chị bắt cái ngừ bình thường thôi, chứ không phải đại dương, nhưng mà cũng có thể là cá ngừ, tại vì họ nói là cá ngừ độc đó. Cá ngừ cũng có nên, mình không biết nữa. Và bên đây quá à, chừng bên đây nữa nè. Quá à, chừng ba la ha. Cái mé bên kia nữa em, lát này chị dẫn mọi em qua bên kia, mé bên kia hái nữa. Em hái rồi, em sợ á, cái gai á, nó chọc vào tay. Cái này mình phải đeo găng tay. Ừ, chị là không đeo găng tay, chị nghi là chị hái bông xôi bị nữa dướng à. Cái gai này, nhìn cái gai không? Sắc nhọn không? Nè. Sắc nhọn chưa? Wow, kinh dị lắm, cái gai của nó là thôi rồi luôn á. Còn hai ông bên kia, hai ông cũng cỡ nhiều hả? Chồng em cao hơn chồng chị xíu. Đó, còn mớ củi con trai mới chất này, chuẩn bị ông xã chuyển con kia chất lên. Đó. Rồi qua bên đây gỗ nhiều ghê không? Mé bên đây nữa. Chị hai hái mâm xôi hai. Bữa hôm hả? Té quất vô đây một cái chích ê đít luôn. Đang hát bài vòng có buồn, thế là nó níu cả cái áo đằng sau, thế là làm cái ịt một phát vô một đống mâm xôi. Đau là đau. Ờ à, thế đấy. Hình như chị hái nó hết rồi chị. Không phải chị hái hết mà chị cắt nó đi, nó nằm sạp xuống dưới nè. Chứ không phải đâu nè. Nằm sạp xuống dưới nên là không thấy. Nó bị bè xuống dưới đây nè. Đó. Trời ơi trong đây quá chừng này. Bao la luôn, wow. Đó, trái, nhiều ha. Này mà tha hồ mà làm nước siro uống rồi làm rượu, ý, bữa nào ngâm rượu đi. Bữa nào mà chị hái ngâm, ui trời ơi, quả này Trang ơi. Ui, quả này ngon nè. Quả này ngon Trang ơi, ăn đi. Ui, ngọt lắm, quả đó là ngọt cực kỳ luôn. Ngọt liệm luôn á, nước không à. Nhiều lắm. Nè nó bè xuống dưới đây nè là mình không có thấy trái không? Nằm dưới xuống dưới nè. Đó, nó rủ xuống dưới vậy đó là mình không có thấy trái của nó. Còn nó nằm mé lên trên á, nó sóc nguyên cả cái ấy thì mình mới thấy trái của nó được. Nó mềm xè. Mấy quả đó là chín dữ lắm rồi đó. Chín rụng luôn. Không, nguyên một rổ rồi cả nhà ơi. Hai chị em nãy giờ hái đã đời con cóc luôn. Wow. Ở đây nhiều lắm là Trăng ơi. Đây nè. Nè. Nhiều không, nhiều không? Đây này. Wow. Ui, look. Trái bữa. Đó, nhiều không cả nhà? Wow, dữ dằn không? Đưa cái mặt vô coi chừng nó chích một cái ạ. Ấu, đau. Đây, ôi, đây. Mắt. Trời ơi. Trời ơi, ghê á. Thấy chưa? Cái này nó ghê lắm. Đó. Thấy chưa mọi người? Thấy ghê không? Móc lên tóc đau ơi là đau luôn. Nó cào hết tay, đau quá. Hai chị em nãy giờ mắc cười quá cả nhà ơi. Vui quá, ăn non nê rồi hả nè. Ăn non nê rồi. Ăn non nê giờ có thực sự là nhiều năng lượng luôn. Còn hồi nãy nó đói bụng quá chừng mình mới đi khám cái vụ tay. Cái tay đó bị dị ứng á. Thế là về đói bụng hai chị em quất một tô. Một dĩa hết luôn. Tưởng không hết, ai ngờ hết luôn. Vui hay là vui. Là tha hồ hái đi em ơi. Để một con bè nó vô nó ăn. Đúng rồi. Ồ, mấy cái tụi bè nó thích lắm á. Mấy con gấu đó. Trời ơi nó ăn ghê lắm. Em ăn thử cái này là loại thứ hai này. Có hai loại hả? Em để ý xem cái lá nè. Còn không biết loại nào ra loại nào đúng không? Em thấy cái lá nè. Nhìn cái lá không? Lá nhỏ đúng không? Lá nhỏ này. Phải lá to. Còn một loại em đây là lá to này không? Lá này cực kỳ to. Đúng rồi, hình như chị đang hái là nhỏ. Chị thích cái loại lá to hơn là loại là cái loại nhỏ. Cái loại nhỏ nó hơi cứng mà nó không có thơm bằng cái loại lá to. Đây nè, em thử ăn một cái loại lá to nè em mà đã ăn. Bây giờ lấy một quả. Lấy một quả này, cầm đi. Rồi. Ok, để tìm một cái loại lá to cho em coi chi. Cái mùi nó rất thơm hơn. Cái mùi nó thơm hơn là cái lá nhỏ. Tìm một quả đây. Ồ, quả dưới đây đi. Đây nè, đó. Đây mình sẽ ăn cái loại lá to này trước nha. Loại lá to nè. Là nhỏ. Thấy
hai loại khác nhau đúng không? Cái nhỏ nó nhạt hơn. Nó nhiều hột hơn nữa. Đúng rồi. Còn nó cứng hơn. Ừ, nó cứng hơn mà nó không ngon bằng cái, nó không thơm bằng cái loại lá to, nên chị thích cái loại lá to hơn. Lá to nó mọc nước hơn. Ừ. Đó, để mới để ý á. Thì đó. Nè, đây là bên cây lá to này. Nó rất là thơm ngon. Đó, mà cái trái nó không có, nó chín là nó mềm, còn bên kia chín thì nó vẫn cứng. Ngồi vậy đó. Đúng rồi. Bên này em để ý cả cái quả bên đây nó chín nè, nhưng mà cái, em bọp bọp cái tay đây nè, lá này, cái quả này chín rồi đó. Nè, em bọp bọp đi. Yeah. Đó, nó vẫn nó rất là cứng hơn. Đó. Cứng. Nhạt hơn. Ừ, đó, rồi cái hạt nó to và cứng hơn. Cái đây là cái cây lá to nè. Cây này là cây lá to nè, thấy không? Ừ. Em thử một quả cây lá to đi, ăn là sự khác biệt liền à. Với chị để ý, chị nói, ủa sao cái này hai mùi vị khác nhau? Thấy không? Nó thơm ngon hơn. Đúng rồi. Đó. Mà cái trái bên đây nó rất là cứng cáp, mình mang đi cho thì nó không có bị dập. Yeah. Đó, nhìn đẹp không? Chị nghĩ là họ ở trong chợ họ bán cái quả này được lâu nè. Họ giữ được lâu hơn. Ui rồi lại mắc nó. Ui da, đau 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 đau. Cái gì? Ui da. Nó mắc luôn. Chuyên gia đi ra đây là trầy trũa hết rồi. Không tầy người, trầy tay, trầy tóc luôn. Bữa vậy chứ. Bó. Cái này mình phải đeo găng tay vào. Bởi vậy, ui, coi đây có nguyên chùm nữa nè. Nhiều lắm. Mỗi lần mà hái video mâm xôi là thế nào cũng dự tính là đầy, trầy trụa tay chân hết. Thôi, hái nhiều nhiều vô về làm ăn em ơi. Để nó rụng uống. Vài bữa nữa là nó rụng hết luôn đó. Ừ, nó rụng nhanh hết lắm. Nhanh lắm, cái này nhanh. Ăn thì không hết mà rụng quá trời luôn. Wow, cái, công nhận cả cái quả của cái lá nhỏ nhỏ nó cứng cáp. Nếu mà thích mà cứng cáp không có để được ăn thì không ngon, nhưng mà để được lâu trang trí đồ này nọ thì hái cái loại này nè. Đó. Nó chín mềm rồi á, nhưng mà nó không mềm mà lại cứng cứng vậy đó. Rất là đẹp. Đó, như vậy là chín nè, không? Thì nhìn cái trái nó rất là đẹp luôn, nhưng mà ăn không ngon bằng cái loại kia đâu. Loại kia nó đẹp hơn. Ăn ngon hơn. Đó, thấy không? Nhìn cái trái đẹp thì tuyệt vời luôn. Bị mắc tóc quá. Quá trời luôn nha mọi người. Nhiều quá. Gì không? Hái nữa không? Hái một xíu nữa đi. Ok. Để về em... Hái nhiều đi, để chị bỏ máy quay xuống hái phụ đi. Quay, cầm cái máy quay, rồi mở tay quá. Rồi mọi người ơi, nãy giờ tụi mình đi hái được từng này nè, quá trời luôn. Bây giờ hái về để làm rượu rồi. Bây giờ thì mình sẽ nói lời tạm biệt chị Trung Hà. Mình sẽ lên đường đi về với mọi người. Lần sau mà có dịp mình thì sẽ đến chơi tiếp và ăn trộm rau tiếp. Hẹn gặp lại mọi người ở video ngày mai nha. Xin bye. Chào. Đừng sao.